lại tới phần hot nhất. Sau đây tôi xin được công bố danh sách các bạn đạt giải. Thứ nhất, đối với nội dung đi xe đạp chậm. Nhất đi xe đạp chậm, Lê Đức Anh, Vũ Thị Oanh, chi đoàn 507-303. Nhì đi xe đạp chậm, chi đoàn 509-303, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Khánh Huyền. Nhất kéo co, chi đoàn 508-303. Nhì kéo co, chi đoàn 509-303. Giải nhất cờ caro, chi đoàn 510, bạn Vũ Đăng Mạnh. Giải nhì cờ caro, chi đoàn 507-303, Vũ Khắc Việt. Giải nhất eSports, chi đoàn 509-303. Giải nhì eSports, chi đoàn 508-303. Xin mời các bạn lên sân khấu đi ạ. Sau đây em xin trân trọng kính mời cô Phạm Thùy Dương và đồng chí Lê Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Công nghệ Sinh học lên trao giải các bạn.